Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe bán tải. Đó chính là chiếc xe Mitsubishi Triton. Chiếc xe được sản xuất năm 2017, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và chiếc xe này mới lăn bánh được hơn 11 vạn km thôi các bạn nhé. Đấy, và chiếc xe này ở cái phiên bản số tự động một cầu, rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Dàn lốp này mới nguyên luôn này, màn hình Android đã được chủ xe lắp sẵn rồi, rất là nhiều đồ đẹp luôn các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả là còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 409 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Triton 2017 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mitsubishi Triton 2017 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mitsubishi Triton 2017 phiên bản số tự động một cầu này các bạn nhé. Đấy, thì trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem một vòng quanh xe để xem về cái phần nước sơn bên ngoài cũng như là về cái phần thân vỏ bên ngoài bạn nhé. Và tôi cũng xin chia sẻ luôn với quý vị các bạn là chiếc xe này thì chúng tôi cũng vừa mới mua về được trong buổi chiều ngày hôm qua. Thì sáng nay tôi đem ra tôi quay luôn cho quý vị các bạn cùng xem nhé. Quay luôn, giới thiệu luôn cho quý vị các bạn cùng xem về chiếc này ạ. Chiếc xe này là chúng tôi còn chưa có dọn dẹp gì đâu các bạn ạ. Đấy, mua về như thế nào là tôi đem ra tôi quay luôn như thế vậy cho quý vị các bạn cùng xem bạn nhé. Đấy, nhìn về phần đầu các bạn thấy đấy ạ. Rất là đẹp luôn ạ, chiếc xe chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đấy, về nhìn về cái phần đầu các bạn thấy đấy ạ. Toàn bộ từ mặt ca lăng, lưới tản nhiệt đều rất là mới này. Cụm đèn chưa có bị xước sát gì đâu các bạn nhé. Đây là những cái phần này là phần là người ta dán cái bảo vệ đèn đây này. Chủ xe dán trang trí và bảo vệ đèn đây. Đấy, rất là đẹp luôn nha, chứ chưa có bị xước sát gì cả. Toàn bộ về cụm đèn pha cũng như là đèn gầm còn nguyên bản và chưa xước sát thì các bạn nhé. Đấy, xi nhan thì đã được tích hợp ở trên tai rồi này. Đấy, xe này rất đẹp luôn các bạn nhé. Ốp tay nắm mở cửa này, ốp tay nắm mở cửa hết này. Cụm đèn sau cũng đã được chủ xe ốp bảo vệ này. Đấy, cụm đèn sau này rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, nhìn về bên ngoài thì nó cũng có đôi phần xước sát có một chút thôi các bạn này. Đây, chúng tôi để nguyên các bạn nhé. Mua về nó như thế nào là tôi để nguyên như vậy đây. Chưa có dọn dẹp, chưa có làm gì đâu ạ. Mà cũng không có sơn trước gì đâu.
chúng tôi mua như nào là tôi đem ra tôi quay, tôi chụp, tôi giới thiệu luôn cho quý vị bạn cùng xem nhé. Đấy, và đặc biệt thì nhìn qua về bên ngoài thì cái dàn lốp này thì cũng đã được chủ xe mới thay cả một dàn lốp quý vị các bạn nhé. Đấy, dàn lốp mới này, rất dày luôn, cả một cái dàn lốp này đều mới luôn các bạn nhé. Đi mua xe cũ mà nhìn cái dàn lốp nó cũ rồi thì về là chắc chắn là sẽ phải thay, và thay một cái dàn lốp của xe bán tải này rất là nhiều tiền các bạn nhé, không hề ít tiền đâu các bạn ạ. Đây đây, cả một cái dàn lốp còn mới và dày như này đây, cả bốn quả lốp nhá, đều rất dày, lốp sơ cua cũng còn mới luôn. Đấy, đây bốn quả lốp này còn dày, mới tinh, vừa mới thay luôn cả dàn đấy các bạn này. Cho nên là quý vị các bạn nào mà mua chiếc xe này về thì yên tâm luôn ạ, không phải thay, không phải sửa cái gì đâu. Lốp sơ cua, đây là cái lốp sơ cua nguyên bản của xe đây này, vẫn còn rất là dày nhé. Và tôi quay cái phần gầm cho quý vị bạn xem đây ạ. Với những chiếc xe mà bán tải chạy ở Hà Nội thì bạn có thể yên tâm luôn này. Phần gầm mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp gì đâu các bạn nhé. Đấy, phần gầm chưa có dọn dẹp gì mà đẹp như này đây các bạn này. Không có bị rỉ, cũng không có bị xước sát gì cả. Những chiếc xe bán tải mà chạy ở đường đồi núi thì nó sẽ hay hại ở cái phần gầm, hoặc những cái phần bìa ở vùng biển ấy thì là nó sẽ rỉ gầm. Đấy, còn chiếc xe này thì các bạn xem đây ạ. Chạy ở Hà Nội cho nên là gầm rất đẹp luôn này. Không có chảy dầu mỡ gì đâu các bạn nhé. Rất là đẹp đây. Đấy, rất đẹp luôn các bạn nhé. Toàn bộ từ những cái hốc giảm sóc này. Đấy, rồi sắt xi này các bạn xem này. Đấy, đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đây, tôi quay kỹ cho quý vị các bạn cùng xem này. Đều rất đẹp này, mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả này. Số khung này. Đấy, đều rất đẹp luôn, rất là mới luôn các bạn nhé. Một chiếc xe sản xuất năm 2017, tính ra là cũng đã là 7 năm sử dụng rồi, mà đều rất đẹp, rất mới như này đây ạ. Chiếc xe này là được sở hữu là một màu xám các bạn nhé, màu ghi xám. Đấy, rất là đẹp rồi này. Toàn bộ về phần ngoại thất và phần gầm đều rất đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mở cái cửa ra để cho quý vị bạn xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option bên trong của chiếc xe các bạn nhé. Đấy, toàn bộ từ những cái phần keo chỉ cánh cửa này. Đấy, keo chỉ cánh cửa này, tắp đi cánh cửa này. Đấy, rồi ốc bản lề, tất cả là còn rất đẹp, rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, đây vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là đẹp. Đấy, và những cái phần nỉ trần này thì còn rất là mới này, vì chủ xe đã bọc ni lông rồi, quý vị các bạn yên tâm nhé. Và cái nội thất thì ghế vẫn là ghế nỉ nguyên bản của xe đấy ạ. Đấy, và chủ xe cũng đã lót sàn da này, trải sàn 3D rồi này. Đấy, rất là đẹp, rất là đầy đủ luôn các bạn nhé. Phải nói là một chiếc xe khá là đẹp luôn, từ ngoại thất cho đến nội thất đều rất là đẹp rồi các bạn ạ. Đây, tôi lấy cái chìa khóa cho quý vị các bạn cùng xem. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị các bạn cùng xem này. Từ keo chỉ cánh cửa là còn nguyên hết này. Keo chỉ cánh cửa này, tắp bi cánh cửa còn nguyên hết này. Và nội thất, hàng ghế ngồi phía sau đều rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Rất mới, rất là đẹp luôn. Đấy, từ bậc cửa này cũng đã được chủ xe ốp rất là cẩn thận rồi này. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe các bạn nhé. Bây giờ thì tôi sẽ nổ máy lên cho quý vị bạn xem một chút về phần đồng hồ cũng như là về cái phần option bên trong. Đấy, tôi đã nổ máy lên rồi các bạn nhé. Đồng hồ chiếc xe đây ạ. Chiếc xe này lăn bánh được 11 vạn. Đây, 11 vạn 3.000. Đấy, và chiếc xe này thì cũng đã được chủ xe lắp thêm màn hình Android này, camera lùi này, camera hành trình đủ cả luôn này. Rất là đẹp luôn các bạn nhé, toàn bộ này. Mặc dù chiếc xe này là chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả, cho nên là đây, những cái này là nó hơi bẩn một chút là do chưa dọn dẹp gì các bạn nhé. Đấy, tất cả là còn nguyên bản này, những cái phần nhựa này còn nguyên nỉ này, rất là sạch, ở bên trong là ni lông từ mới, cho nên là cái nỉ rất đẹp luôn các bạn nhé. Đây, rất là mới luôn các bạn nhé. Đây, từ những cái phần nhựa này, tay nắm này đều rất là đẹp. Đấy, nội thất thì rất đẹp rồi. Option thì cũng đã được lắp thêm màn hình Android, camera lùi. Đấy, quý vị các bạn nhé. Tiếp theo thì tôi lại tạm thời tắt cái máy đi, tôi ra ngoài, tôi sẽ giới thiệu tiếp cho quý vị và các bạn những phần còn lại ở bên ngoài của chiếc xe này các bạn nhé. Tôi sẽ giới thiệu lần lượt và giới thiệu chi tiết cho quý bạn cùng xem. Đấy, về phần
đằng sau nắp thùng thì chiếc xe này thì chủ xe cũng không hay chở đồ, cho nên là không lắp cái nắp thùng đâu các bạn ạ. Đấy, đây tôi mở cái nắp này ra cho các bạn xem này. Đấy, cũng chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé, còn nguyên hết này. Đấy, những cái phần nắp này là còn nguyên hết này. Đấy, keo chỉ còn nguyên hết luôn này, chưa có bị đâm va gì ở từ cái phía sau đâu các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem này. Toàn bộ từ keo chỉ cánh cửa này, tắp bi cánh cửa này, đấy, đều còn nguyên bản và rất là mới. Từ bậc cửa này, rất đẹp luôn quý vị các bạn nhé. 2017 tính ra là 7 năm sử dụng rồi mà còn mới, còn đẹp như này đây ạ. Đấy. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem này. Keo chỉ cánh cửa còn nguyên bản này, tắp bi cánh cửa đây, nguyên đẹp luôn. Bậc cửa thì này, ốp inox rồi này. Đấy, các thứ giấy tờ, ghế nỉ còn đẹp như này đây các bạn này, ghế nỉ mới như này đây. Đấy, 15 bánh có hơn 11 vạn thôi, 11 vạn 3 nghìn. Cho nên đều rất là đẹp các bạn nhé. Và chủ xe rất là cẩn thận này, có cả ốp phủ táp nô này để chống nóng này. Đấy, phải nói là toàn bộ từ những nhìn từ những cái táp bi cánh cửa này cho đến táp lô này đều rất là đẹp luôn. Vô lăng, cần số, tay phanh, đấy, đều rất là đẹp các bạn nhé. Một chiếc xe có thể nói là đẹp đều. Đấy, rất là đẹp luôn và nhiều option rồi. Màn hình Android, camera lùi, camera hành trình, đủ hết luôn các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Mitsubishi cũng đã trang bị cho chiếc Triton 2017 này là một cái khối động cơ diesel common rail 2.5 lít các bạn nhé, tức là động cơ dầu đấy ạ, dung tích 2.5 lít. Đấy, và đặc biệt ở cái động cơ này thì tôi cũng muốn giới thiệu đến quý vị các bạn là nó còn nguyên bản hết này. Đấy, chưa có một con ốc nào bị tháo ra các bạn nhé. Ốc mặt máy này còn nguyên bản hết này, chân máy cũng còn nguyên bản hết này, máy móc nguyên bản, cam kết với quý vị các bạn là còn nguyên bản các bạn nhé. Và còn rất đẹp như này đây ạ. Đấy, chúng tôi mua về là chiếc xe này là chúng tôi cứ để nguyên đây, chưa có dọn dẹp gì cả mà nó đã đẹp như này rồi các bạn này. Ốc chân cabo này còn nguyên hết này, chưa có một con ốc nào bị tháo nhá. Đến những cái ốc tai này cũng còn nguyên hết luôn các bạn này, chưa có một con ốc nào bị tháo ra đâu ạ. Đấy, điều này là chứng tỏ là tất cả là trong cái khoang động cơ này là còn nguyên bản này, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm, chưa có bị tai nạn gì cả các bạn nhé. Đấy, ốc cabo đến keo chỉ cabo là còn nguyên bản hết này. Đấy, cam kết với quý vị các bạn là nó còn nguyên bản nhé, chưa có một vết nào động chạm gì đến cái cabo này các bạn này. Đấy, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Và động cơ của những chiếc xe Mitsubishi thì quý vị các bạn cũng đã biết rồi, rất là êm ái. Đấy, và tiết kiệm nhiên liệu. Và đặc biệt ở chiếc xe này thì nó còn nguyên bản và đẹp như này đây ạ. Thì quý vị các bạn có thể yên tâm luôn rồi, không có cái gì phải lo, không có cái điều gì để chê ở cái động cơ này nữa các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Mitsubishi Triton 2017 phiên bản số tự động, một cầu, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội này các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc tất cả còn nguyên bản. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 409 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Triton 2017 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. We'll be right back.
người bán, vạn người mua hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.